cũng trong chiều nay Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới. Tỉnh Bình Định là một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển với nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng chất lượng chủ yếu lại du lịch biển. Trong năm 2019, tỉnh này đã đón hơn 4,8 triệu lượt khách du lịch. Theo đó, việc liên kết phát triển du lịch Đà Nẵng sẽ góp phần kết nối với các sản phẩm du lịch của hai địa phương, mở rộng khu vực du lịch miền Trung trong giai đoạn bình thường mới. Tại hội nghị, lãnh đạo sở du lịch của hai tỉnh thành, hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch hai địa phương đã trao đổi góp ý hoàn thiện các sản phẩm, điểm đến, dịch vụ và đề xuất các nội dung cụ thể để xây dựng chương trình liên kết của các doanh nghiệp lữ hành Bình Định và thành phố Đà Nẵng.